bên nhau cùng hòa chung đâu hát. Thôi là mình về thôi. Ừ, 1, 2, 3, chút.
cưới năm rồi. Xe bụi kia, Lý Kim Ma, Mãnh Cầu Xiêm, Mất Tôn Ngự, cưới năm rồi. Xe bụi kia, Lý Kim Ma, Mãnh Cầu Xiêm, Mất Tôn Ngự, cưới năm rồi. Hả? Nãy em xin nói rồi. Nói rồi mà. Cưới năm rồi đúng không? Đẹp trai mà sao kỳ vậy? Sai không chịu nhận. Mình còn 3 thí sinh. Dạ, sao đây là vòng cuối? Dạ, vòng cuối không được sử dụng quyền trợ giúp. Kể tên một bài trái cây trên đường có 4 tiếng hết. Có cần em ví dụ không? Dạ, không được nhắc bài. Dạ, không được nhắc bài. Dạ. Ba la ba la ba la la. Tiếp mục tiếp mục chuẩn bị. 4 tiếng là khó ha. Sao rồi, sao rồi? Có chưa? Bây giờ ai trả lời trước thì thua về trước thôi. Dạ. Dạ bác già rồi. Bác già trả lời trước phải không? Dạ. Bác già chắc chắn trả lời trước đúng không? Dạ em vừa cho thử nha. Phượng nữ nhi. Nhiều khi nói những cái chuyện liên thi rồi về nè. Một ha. Không có được cười trong quá trình nói. Dạ. Lúc mình nói mà mình cười là không có nghe cười á. Thôi mày nghe. Rồi có cười đi rồi nói. Rồi ok, 1, 2, 3 vô. Thanh Long Thục Đỏ. Cái này đâu có tính. Hồi nãy cái gì đó em xin nói rồi mà. Đâu có xài lại được. Cái gì xài lại là không có còn chất lượng nữa. Mình bỏ qua. Thanh Long Đường Trắng cũng không tính luôn. Dạ, thôi tới già đi. Vô. 5, 4, 3, 2. Dạ, em chào anh Rắc. Dạ, em chào già. Già Nhi. Em xin thông tin. Dạ, sao già nói già không có đáp án. Nhường, ai nhường, nhường. Sao để hạnh niên. Dạ ơi cho em hỏi, dạ ở thôn nào? Thầy Nhi dạ ở trời. Dạ ăn sầu riêng mà 7 năm không à. Cho hộp mềm, dạ nuốt luôn chứ không à. Dạ, một tràng pháo tay. Ba nhân vật vô cùng xuất sắc. Không trả lời được gì hết. Nghe MC hướng dẫn cho nè. Sầu riêng hạt lé. Sầu riêng chuồng bò. Sầu riêng bây giờ nhận được 3 phần nếu trả lời được trái nào 5 tiếng ai biết giơ tay thì thôi. Dạ em cho 3 phần này trước đi, ai trả lời đúng nhận tiếp. Rồi có biết được cái gì mà 5 tiếng không cầm thì chụp hình kìa. Dạ chúng ta đến từ công ty chuyên sản xuất cho trà sữa tài trợ chương trình này. Biết không? Không biết luôn hả? Dạ ok. Sao chê bao ngọt? Cái gì? Sao chê bao ngọt? Để có cái trắng. Sao chê bao ngọt? Thôi em cảm ơn. Dạ dạ. Hại não em xin quá. Có cái loại trái cây nào mà em xin bao ngọt không? Dạ bây giờ á, cái trái cây là nó có tên. Tên là tên khoa học, hay là tên người ta đặt. Còn cái tên là bao ngọt hay là thí dụ như
như là trái cây cũng có 4 tiếng nè. Ổi nhà tự trồng. Những cái trái như vậy là mình không có tính nha cả nhà. Dễ thương và sao chê bao ngọt. Mình nên tiếp tục với chương trình, chúng ta sẽ đổi phim tí xíu. Chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của chương 1 với tiết mục Hẹn Hò Đêm Trăng. Wow!
số 0. Dạ. Không lại ra 8. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và sau đây chúng ta lại quay trở lại với game show ngay tại sân khấu này. Mỗi team cử lên sân khấu 4 người chơi bắt đầu. Mình xuống dưới sân khấu đi. Dạ. Dạ. Chương trình đã được ghi hình và phát sóng trên truyền hình ở Russia. Rồi, xong chưa? Ở trên đây. Cởi áo luôn. Rồi từ, ban tổ chức bắt đầu quy định. Ê, không được. Nó lâu lắm. Dạ. Bây giờ hai anh nam của team 1 giơ tay lên giùm em ạ. Dạ, hai anh nam nó qua bên đây đi, hai em này qua bển. Em đổ người yêu chị con à. Rồi. Hai anh nam được phép chọn nữ cho mình. Dạ, chọn ai cũng được. Rồi bên đây hai nam bên đây, qua đây đổi hai nam bên đây. Dạ, dạ. Rồi cũng chọn một nữ cho riêng mình. Sao hai anh bự mà hai bé này nhỏ vậy? Không có hợp gì hết trơn nè. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ đến với một trò chơi. Mà trước khi chơi thì ban tổ chức xin được phép hỏi các thí sinh. Thí sinh đầu tiên, xin mời thí sinh tay xanh. Dạ, con tay màu xanh đó. Dạ. Rồi, bạn ơi, câu hỏi dành cho bạn. Đã bao nhiêu lâu rồi bạn chưa thổi? Cái gì mà cười? Thổi gì cũng được, miệng có thổi. Chắc là mới cách đây khoảng 2-3 phút. Trong vòng này mà không thổi nữa. Gần quá. Bao nhiêu lâu rồi mình chưa thổi? Hôm qua. Mới thổi hôm qua. Biết là thường xuyên thổi rồi không thổi. Bao nhiêu lâu rồi mình chưa được thổi? Chưa thổi lần nào. Chưa thổi lần nào luôn. Chưa thổi lần nào. Còn bạn thì sao? Bao nhiêu lâu rồi chưa được thổi? Khá lâu rồi ạ. Khá lâu rồi. Đó là câu chuyện của tuổi thơ đó. Còn bạn bao nhiêu lâu rồi chưa được thổi? Còn bạn? Mới hôm qua. Còn chàng trai 6-9 mới lúc nãy á. Trong quá trình thi thổi luôn. Kinh khủng quá. Dạ. Nữ ơi, cho hỏi xíu nè. Bao nhiêu lâu rồi có ai hỗ trợ thổi không? Chưa ai hỗ trợ thổi. Đang chờ người thổi nhớ nha. Bao nhiêu lâu rồi bạn chưa được thổi? Bằng hả? Bao nhiêu lâu rồi bạn chưa được ai hỗ trợ thổi? Thổi gì cũng được, miễn có thổi mà cho người ta trả lời đó. Đang thổi. Thổi tiềm thức. Người ta gọi đó là cái thổi, thổi hoang tưởng. Cái thổi này phải trị bệnh. Nó là bốn mà. Nghe người ta bị bệnh đó, ảnh khoái, anh cũng bị vậy luôn nha. Ăn sao anh? Hai đêm. Hai đêm tôi chưa được thổi. Ông này ông phanh tay, ông bây giờ trả lời sao đây nè. Bao nhiêu lâu rồi chưa được thổi? À lúc đi, lúc người ta đi chơi team building, ảnh lén chỗ khác ảnh thổi. Kinh khủng thật. Ai thổi chung có thể khai được. Kinh khủng thật. Đứng kia bên bẹn lẹn, có phải không? Bao nhiêu lâu rồi? 8 ngày. Còn bên đây? Từ sáng giờ. Sáng giờ chưa có thổi, ngày nào cũng thổi. Còn bên đây? Đừng thổi nữa, nó ướt sang nè. Ông thổi mà ông chẳng. Hiểu rồi, không bao giờ được thổi. Dạ, em xin hỏi là bao nhiêu lâu rồi chưa có thổi bong bóng được. Còn nó thổi nghỉ lung tung. Trời, ông chưa thổi tầm mới đây. Khủng quá, ngại quá trời luôn. Rồi đây, cầm vô. Hả? Chỗ đó là chỗ đựng mà. À, quay mặt xuống khán giả. Đôi nào mình đứng đôi đó. Rồi cũng vậy luôn. Dạ. À, thưa quý quan khách, cái việc thổi này thường là của phụ nữ họ sẽ làm hơn. Gì vậy? Tại sao em cười? Mất công. Thì
Thì đúng rồi. Có đi đâu có lên tập đàn ông đi làm phụ nữ ở nhà chơi với con. Thôi mà bỏ cái con chơi là đi sao? Lúc nào về lấy máu mình. Có cái gì không? Làm gì? Anh làm quá. Mày cũng mày vui. Nhưng ngày hôm nay thì phải giao cho nam. Cái anh nam ngay bây giờ thổi ống thiệt là to. Thổi càng to càng tốt nhưng không được phễ. Bắt đầu thổi đi. Ướt nhẹp cái bóng luôn. Kinh khủng thiệt, kinh khủng cái bóng bóng đó mà. Không được thổi là không được anh ướt. Anh thổi ướt nhẹp cái bóng. Thôi khổ phục vô nữa. Sập vô, sập vô. Rồi còn lại đi, còn lại. Dạ, mời bé gái này lên đây chứ sao quên. Quý sống. I'm sorry. Ok. You boy, còn me bên đây. Ok, dạ. Yeah. Chúng ta sẽ đến với nhau bằng một cuộc tình tinh trăng. Hai đứa mình nhìn nhau, mắt nhìn mắt, chào bảo hậu. Trung vô, nên để ngăn cái sự chào đó, lấy máu để vô nè. Đó. Rồi, nhạc nổi lên, hai tay để ra phía sau. Luật chơi của ban tổ chức, nam và nữ đứng đối với nhau, trán và trán giữ bóng. Nhạc nổi lên, âm nhạc và bóng đứng yên bên trái. Rồi, bóng á, mình sẽ di chuyển. Để lấy tay ra, ai muốn anh cầm đâu. Rồi, lấy tay ra phía sau. Ừ, đây, khi mà nhạc di chuyển bóng, đứng yên đó thôi. Rồi đứng yên lấy tay ra, rồi bóng ngay tại vị trí này. Bóng di chuyển làm sao đứng ngay tại vị trí thắt lưng. Dùng lực tác động bên ngoài là hai người dùng lực bên ngoài ẻm bể bóng. Bóng đội nào bể trước đội đó thắng. Lưu ý trong suốt quá trình di chuyển bóng mà tự nhiên bóng mới di chuyển ra phía sau như thế này. Thì lực của người trước và người sau phải phối hợp đồng bộ làm sao bể bóng lại được. Có nghĩa là người sau tác động về trước, người đằng trước phải tác động lực ra phía sau. À, bể bóng là dễ không? Ok, rồi bây giờ bắt đầu. Mình thử trước nha, thử là không được bể bóng. Lấy ra chỗ khác được không? Để ngay chỗ đó bóng tới đó nó bể. Rồi, bây giờ mình thử thôi nha. Lưu ý, trong suốt quá trình âm nhạc diễn ra, hai bạn không được sử dụng tay chạm vào bóng. Không được lưu ý, hai người dùng lực bên ngoài tác động bóng không bể. Sử dụng tay tự động ôm cái bể bóng là coi như thua cuộc. Anh cứng quá à. Rồi ok, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Âm nhạc. Nãy giờ nhắc thử thôi nha. Hey, yo. Lấy hai tay mà để phía sau. Không có nhắc nè. Hey. 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 Rồi không có, được rồi. Nhắc thử thôi. Cảm ơn âm nhạc, nhắc thử thôi. Hỏi lại. Ta kêu nhắc thử thôi mà. Cho em hỏi là trong lúc nhạc mà tụi em di chuyển bóng xuống luôn là sao nè? Đúng rồi, nhạc lên là cứ di chuyển bóng, lưu ý không được sử dụng tay. Tới thắt lưng eo, mình có quyền ẻm. Ok. Rồi, chờ tí, anh nè.
chúng tôi xin đặt cược cho cặp đôi mang mã số 00 nhỏ. Đây, cặp đôi này có cái dài cũng ghê không? Không ai có được, vừa to vừa dài. Tại anh thổi đó, ai cũng như nhau mà. Xong chưa? Chuẩn bị nhạc lên là mình sẽ thiển nha. Bây giờ là thi thiệt luôn. Lưu ý tay mình để ra phía sau hết vậy ạ. Anh ơi, để tay phía sau, đừng có lợi dụng sờ phía trước. Hai người này xích ra nè, lấy tay kiều kiều ra nhọn sao chơi. Bên đây cũng vậy nè, đứng xích ra kiều kiều người ta sao. Ừ. Rồi, áp nhiệt. Đưa lên ngồi trước. Không được rồi.
lưu ý với cả nhà. Ban tổ chức tặng cái phần quà này là mình xài chung. Dạ. Dạ xài chung. Lưu ý, đây là phần quà xài chung. Cái nam ga lăng thì tặng cho chị nữ đi, cầm chén kìa. Dạ. Một tràng pháo tay thiệt lớn cho năm nhiệm để dành tặng cho các bạn xuất sắc ở phần thi khiêu vũ với bóng nhưng không được lộ. Cảm ơn. Hồi nãy thấy có mấy người rồi. Bài này bài gì? Một thành đất với đèn huyền thoại. Chúng ta sẽ đưa chân phục với chân. Những ngôi nhà dìm xây giữa đại ngàn. Tình cảm cho anh đất vui vẻ và thân thiện. Đang chìm trong dòng chảy sự thay. Yeah.